mấy cậu bên THT lần này giới thiệu sản phẩm có vẻ hoành tráng anh nhỉ? Thanh niên thời nay kể cũng hay. Tôi có nghe qua ý tưởng, thú vị ra phết. Nhưng có đơn thư tố cáo mà ký ốt vẫn giao cho các cậu ấy hả anh? Chị Ánh à, vấn đề ký ốt xã đã giao cho anh Lộc phó chủ tịch phụ trách. Có vấn đề gì cần trao đổi thì chị cứ gặp trực tiếp với anh ấy. Dạ, em cũng có nghe về vụ đơn thư tố cáo nên hơi lăn tăn anh ạ. Người ta bảo không có lửa thì làm sao có khói. Mà việc này đã ưu tiên người nhà thì người ngoài như em làm sao có cơ hội ạ? Anh Lộc không làm sai quy trình, còn cái đơn kiện đặc danh cũng không ảnh hưởng đến quyết định việc cho thuê ký ốt của ủy ban. Cứ đúng chính sách mà làm, không thiên vị, không khuất tất. Nhóm xưởng THT cũng rất được yêu thích. Có một anh Việt Kiều đang muốn đầu tư vào xưởng của các cậu ấy. Có phải anh Khánh không ạ? Đúng rồi, anh ấy có một đơn hàng lớn cho tổ hợp thủ công mỹ nghệ của mình, gồm tinh dầu, xà phòng và một số đồ thủ công mỹ nghệ. Anh ấy đã nhờ mấy cậu bên xưởng xà phòng kết nối để tìm thêm nguồn hàng. Cái vụ ra mắt sản phẩm mới ở ký ốt ngoài kia ấy là như thế nào đấy? Chúng mày lấy luôn được cái ký ốt đấy thật á? Thì ký ốt đấy là của đoàn thanh niên, mà bọn cháu cũng là thanh niên làng, coi như là mượn vài hôm để tổ chức sự kiện, có vấn đề gì đâu. Xã cũng ủng hộ cơ mà. Ôi, thế mà cô cứ tưởng chúng mày lấy luôn được cái ký ốt đấy rồi. Đấy, mẹ thấy thế là bọn con thành công rồi đấy. Theo như tính toán của bọn cháu nhé, Hội Ánh Phúc ấy, sau khi mà đâm đơn nặc danh sẽ tìm một người cao hơn chú Lộc để mà nhờ vả xin lại ký ốt. Nhưng chắc là không thành. Giờ lại thấy bọn cháu dập dình như thế này ấy, có khi là cay lắm ấy. Kiểu gì cũng sẽ tìm cách phá hoại. Tóm lại là một công đôi việc, vừa quảng cáo ra mắt sản phẩm mới, tiện thể xem thái độ của Tay Phúc với bà Ánh như nào. Cái hội bẩn tính đấy chắc chắn sẽ tiếp tục phá hoại cho mà xem. Ngày mai nếu mà bọn nó càng phá tưng bừng, bọn cháu càng nổi. Bao nhiêu là camera quanh ký ốt nó chĩa vào, coi như là một dịp anh em mình tự câu view luôn. Anh cao thủ quá nhờ. Thôi mấy đứa ở đây ăn cơm để cô đi nấu nhá. Vâng. Để con vào giúp mẹ. Gọi cái thằng kia dậy đi, cứ gà gật mãi thế. Kệ nó, cứ để cho nó ngủ đi, tối còn có sức canh cho anh em mình ngủ. Ô, này, mình lấy được nhiều bàn như này liệu có thừa không? Không, ta tính cả rồi. Khánh đi. Cảm ơn em nhiều, lần sau lại ghé qua nhé. Dạ vâng. Tao phải công nhận là thằng Thắng này có mắt thẩm mỹ thật đấy. Đồ đạc bày biện lên một phát nhìn sang chảnh hơn hẳn nhỉ. Tao tưởng cái khăn trải bàn đấy không hợp màu, bày lên đẹp phết. Quả này ký ốt của anh em mình đẹp nhất cái khu này luôn. Tất nhiên. Sao? Này, về quán em làm chầu bia ăn mừng đi. Nhất trí. Uống mà buồn ngủ lắm. Đi. Ôi. Hôm nay là chúng nó được giao ký ốt rồi. Chị định cứ như thế à?